Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Thanh Lan tiết lộ hôn nhân bên chồng Tây. Tài sắc huyền toàn nhưng chuyện tình cảm của danh ca Thanh Lan trái lòng với thanh niên nữ ca sĩ Hạnh Phúc, cho biết bà tìm được biến đẩu ở tuổi xế chiều. Danh ca Thanh Lan, điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là sức khỏe. Muốn có sức khỏe là phải tập thể thao, ăn uống kiêng, cữ, chứ không nên hút thuốc, uống rượu, ăn những đồ không tốt. Điều đó tôi đã làm từ những 15 năm, 16 năm, chứ không phải bây giờ mới làm. May thay tôi đã đi đúng con đường, nên đến giờ tôi vẫn khỏe, vẫn đi hát nhiều nơi. Tôi đã về Việt Nam hai lần và có dịp thăm tro cốt của ba mẹ trong chùa. Tôi cũng đi thăm họ hàng từ Bắc tới Nam, nên giờ tôi đã mãn nguyện rồi. Mặc dù tôi khỏe về giọng hát nhưng sức khỏe nói chung không thể nào bằng 20 năm trước. Tôi thấy rất vui vì mỗi tuần tôi đều làm chương trình Thanh Lan live show trên YouTube. Dù mới làm 2 năm nay nhưng tôi nhận được rất nhiều lời khen. Tôi đi hát mấy chục năm nhưng khán giả không hiểu tôi bằng 2 năm nay tôi lên sóng của riêng mình. Thông qua những lần tâm tình họ dần hiểu tôi hơn. Tôi cũng ra mắt hồi ký và được khán giả trong ngoài nước đón nhận tích cực. Họ nối lối viết của tôi lôi cuốn. Hiện nay tôi đang viết truyện thứ hai. Thật ra ngày xưa tôi không có thì giờ. Tôi bắt đầu viết từ năm 2003. Nhưng không thế nào viết xong. Được khoảng 30 trang thì tôi ngừng. Mãi đến 20 năm sau mới tiếp viết. Quyển sách hay nhất ở đoạn cuối không thể dừng ngay được. Thế nên tôi cứ ngầm nghĩ mãi. Lúc đó dịch bệnh bùng phát. Thế là tôi cùng câu chuyện để chấm dứt, kết thúc quyển sách. Ban đầu tôi viết sách bằng tiếng Anh vì nhắm đến độc giả của tuổi trẻ Mỹ. Hiện không nói tiếng Việt nhưng để có viết vì quê hương, ông bà cha mẹ của tôi. Tôi mong họ đọc và nhớ vì cội nguồn, sau đó tôi quyết định dịch sang tiếng Việt. Hai quyển vừa hai thứ tiếng, mất đến 40 năm mới xong. Thật tâm tình có những lúc tôi không muốn hát một số bài vì đã hát nhiều quá rồi, nhưng tôi hiểu lòng khán giả, những ca khúc ấy, ca từ chạm đến tâm tư của họ. Đa số các bài hát của họ đều nói về tuổi thơ lớn, tình yêu ngây ngô, nên điều ấy sống mãi trong thời gian. Mê thì làm thôi chứ ai ép được mình, làm nghệ sĩ không dễ, rất khó, chữ hô là chạy thôi. Cho nên nghệ sĩ phải có sức khỏe tốt mới theo nghề được. Chúng tôi cũng phải biết hát đa dạng các thể loại, không chỉ có bài buồn mà còn phải có bài vui. Hiện tại tôi đã lập gia đình sau thời gian ở không lâu lắm rồi. Thời đó tôi lo toan cho gia đình mà không mang đến hạnh phúc của mình. Thật lòng bao nhiêu lần tôi tìm được hạnh phúc nhưng không gặp được. Tôi chỉ thấy buồn nản, chán nhường vì gặp những chuyện không như mình nghĩ. Tuy nhiên tôi thấy hài lòng vì rất vui vì được gia đình, được chồng, khán giả yêu thương. Chẳng có tán gì cả. Tôi đi hát ở nước ngoài nên thường hay đi uống cùng 3-40 người. Chồng tôi là người Pháp cùng đi cùng. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn riêng, cầm tay tâm tư tình gì hết. Từ những lúc đó đang ngồi ăn, anh ấy hỏi bà có muốn sống với tôi không. Tôi buồn cười quá vì chưa từng nghe ai nói với người khác câu như vậy. Lúc đó tim tôi đập loạn xạ hết. Thực ra từ lúc gặp nhau cả hai đã hợp nhã. Thời trẻ đâu cần ai, mình cần có một người bạn đời. Người đó phải hiểu mình, nhường nhịn mình. Sau lần đó anh ấy chuyển từ Pháp sang Mỹ sống cùng tôi luôn. Tôi không cần có một người đàn ông lan mãn, tính cách đó mà nằm trong con người của anh ấy rồi. Nhưng tôi thích nhất là anh không giấu được điều gì. Ở nhà tôi cũng không cần đẹp. Anh ấy không yêu tôi vì cái đẹp, miễn hai người hiểu nhau được rồi. Hồi mới quen, anh ấy không hề biết điều đó. Anh ấy không thương tôi vì sắc đẹp mà vì hiểu tấm lòng của tôi. Tôi là một người đàng hoàng tử tế, chúng tôi không xấu những điều đó. Sống rất thoải mái, không lo nghề. Hồi mới quen, anh ấy không hề biết điều gì. Anh ấy không thương tôi vì sắc đẹp mà hiểu tấm lòng của tôi. Tôi là một người đàng hoàng tử tế, chúng tôi xấu nhau điều gì, không lo ghen tuông. Tôi nghĩ đây là đoạn cuối của cuộc đời rồi, tôi không muốn thay đổi gì nữa. Tôi nhận thấy rằng nếu một cuộc đời tình gãy đổ, tôi phải làm lại từ đầu một người khác thì mệt lắm.
Không ai làm cho tôi thất vọng vì điều đó, đáng tôi như tới. Trong đời tôi hay tin người lắm, nếu vì sao, thế nhưng phải như vậy tôi không quan tâm nữa. Tính tôi giản dị lắm, thương tôi thì tôi thương lại, còn không thì thôi. Tôi vốn bình... Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.